Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem phần chánh tông, đoạn nhỏ phần một trong đại đoạn thứ nhất là tính nguyện trì danh nhất kinh yếu chỉ, tính nguyện vi tuệ hành, trì danh vi phước hành, đắc sanh dữ phủ, toàn do tính nguyện chi hữu vô. Phía trước chúng tôi đã giảng đến chỗ này, xin tiếp tục xem phần văn phía dưới. Phẩm vị cao hạ, toàn do trì danh chi thâm thiện, tính nguyện vi tiền đạo, trì danh vi chánh tu. Chúng tôi xin giảng giải đoạn này. Tính nguyện hành là có thứ tự, đặc biệt là đối với người sơ học. Trước tiên chúng ta phải có thể khởi sanh lòng tin. Lòng tin thật là không dễ. Phía trước chúng tôi đã giảng rất nhiều, không ngoài điều là khiến cho chúng ta đối với Phật Pháp khởi sanh lòng tin, liễu giải chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Ngày nay khoa học có thể chứng minh sự thật, thật tại mà nói rất là có giới hạn. Sự tướng và lý luận càng sâu thêm một tầng, khoa học chẳng có biện pháp giải thích. Ví dụ nói thập pháp giới y chánh trang nghiêm thì khoa học chẳng có biện pháp giải thích được. Nhà khoa học biết được ở trong cái vũ trụ này có không gian duy thứ không đồng tồn tại. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm tức là trạng huống của không gian duy thứ không đồng. Khoa học chẳng có cách nào đạt đến. So với cảnh giới thù thắng hơn chúng ta có thiên đạo. Trong thiên đạo có cõi trời dục giới, có cõi trời sắc giới, có cõi trời vô sắc giới. Ngoài lục đạo còn có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Phía dưới còn có ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Trong súc sanh đạo rất là phức tạp. Chúng ta có thể liễu giải được cũng rất là có giới hạn. Cho nên sự nhận biết của khoa học thật tại mà nói cùng với chỗ nói trong Phật Pháp đó, sự hiểu biết của họ rất là có giới hạn. Thật sự là quá ít, không đủ. Là một nhà khoa học chân chánh, thái độ của họ, họ biết rõ ràng
đã chứng minh sự thật thì có thể tin tưởng, không thể chứng minh sự thật thì không dám nói nó chẳng có. Tại vì sao? Vì khoa học kỹ thuật vẫn không ngừng đang tiến bộ. Trong quá khứ, những nhà khoa học đó, cái mà họ đã phát hiện, họ nghĩ rằng là chân lý. Tuy nhiên, cách vài năm sau, nhà khoa học sau này có sự phát hiện càng mới hơn, thì đã đem cái định luật của họ lật đổ. Cái thí dụ này rất là nhiều, cho nên hiện nay nhà khoa học thông minh họ nói rằng chỗ phát hiện chân lý đều là tạm thời. Lời này nói được thông minh. Về sau sẽ có sự phát hiện càng mới, sự phát hiện càng mới thì vượt hơn họ. Sự thâm áo huyền diệu trong vũ trụ chẳng có bờ mé. Sâu xa không đáy, rộng lớn vô biên, thâm sâu không đáy. Để cho người đời từ từ mà đi nghiên cứu, thăm dò, dùng kỹ thuật của khoa học và phương pháp máy móc, anh có thể nghiên cứu thăm dò được, đó vẫn là có giới hạn. Trong kinh Phật nói, dùng nhất thời để nghiên cứu thăm dò, hiện nay đều chẳng có rời khỏi nhất thời, có cực hạn. Tại trong Phật pháp nói, nhất thời có thể duyên tới a lại gia thức, nhưng duyên không tới chân như tự tánh. Cho nên khi Phật giảng tới chân như tự tánh, chỉ nói ra một câu là bất khả tư nghị. Bất khả tư tức là không thể dùng ý thức tâm đi liễu giải nó. Bất khả nghị là không thể dùng ngôn ngữ thuyết minh chân tướng sự thật. Khả năng của ngôn ngữ có giới hạn, đạt không tới. Khả năng tư duy của anh cũng có giới hạn. Sự tưởng tượng tư duy của anh có cực hạn. Cái cực hạn đó là ai lại gia thức. Chân như bản tánh, không phải ai lại gia thức, anh duyên không tới. Cho nên đến lúc đó, chỗ có tất cả phương pháp khoa học đều vô dụng. Cái việc này là ông Phương Đông Mỹ nói với tôi. Bởi vì những năm đầu tôi ở Đài Loan, Pháp sư Đạo An chủ trì Hội Phật giáo, Hội Phật giáo Trung Quốc tổ chức buổi giảng Phật học, mời tôi đảm nhiệm tổng chủ giảng. Thì tôi rất muốn tại trong buổi giảng này của chúng tôi mở giảng một môn nhân minh. Nhân minh tức là logic, tức là biện chứng pháp, là đồng một loại, là thuộc về phương pháp của khoa học. Tôi rất hy vọng có thể mời được ông Phương Đông Mỹ đến giảng điều khoa mục này. Tôi đi tìm ông ta. Thầy Phương nói rằng Phật pháp giảng đến tầng cao thâm thì cái thứ này vô dụng.
nhân minh, biện chứng pháp và logic cả thể đều vô dụng. Không sai, ông ta nói một tí cũng không sai. Tại trong Phật pháp cao cấp, nó đích thật là vô dụng. Vậy thì đối với người nào giảng là sơ học, sơ cấp và trung cấp thì hữu dụng, đối với cao cấp thì vô dụng, đã siêu việt. Những thứ này đều là phương pháp luận của khoa học. Cho nên về sau cái môn học này thì chẳng còn mở giảng nữa. Phật pháp cao cấp là dùng cách gì? Là dùng thiền định, dùng tâm thanh tịnh, ý nghĩa của thiền là tịnh lự, tịnh tức là chỉ, lự tức là quán, cho nên thiền cũng gọi là chỉ quán. Chỉ tức là buông xuống, quán tức là nhìn thấu. Buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì anh có thể thấy được chân tướng sự thật. Những thứ phương pháp luận của tất cả thế gian và xuất thế gian đều chưa lìa khỏi ý thức. Giao Quang Đại Sư chú giải Lăng Nghiêm Chánh Mạch, cái nguyên nhân chân chánh cũng là vì cái đạo lý này. Kinh Lăng Nghiêm là do tôn giả Bát Lạc Mật Đế truyền sang Trung Quốc. Vào đến Trung Quốc, là cuối thời của Võ Tắc Thiên. Kinh Lăng Nghiêm được phiên dịch xong là vào thời của vua Trung Tông. Sau khi dịch xong, chú sớ của tất cả Kinh Lăng Nghiêm, cách giảng giải đều là dùng nguyên lý nguyên tắc tam chỉ tam quán của Tông Thiên Thai để giải thích. Giao Quang Đại Sư là người triều đại nhà Minh, cùng với Liên Trì Đại Sư đồng một thời. Ngài nghĩ rằng đường lối suy nghĩ cách tu này không phải là chỉ thú của Lăng Nghiêm, bởi vì tam chỉ tam quán là dùng ý thức, chưa lìa tâm ý thức, cho nên chủ trương của Ngài phải nên dùng giáo nghĩa bản thân của Kinh Lăng Nghiêm là bỏ thức dùng căn, hoàn toàn không dùng ý thức thứ sáu. Dùng cái gì? Dùng căn tánh của lục căn. Cách nói này chính xác. Đã được chứng minh. Giao Quang Đại Sư cũng là người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, có lẽ thọ mạng của Ngài đã đến. A Di Đà Phật đến tiếp dẫn Ngài. Ngài thấy được A Di Đà Phật, thưa với A Di Đà Phật rằng Lăng Nghiêm là một bộ kinh điển quan trọng trong Phật Pháp Đại Thừa. Vô cùng đáng tiếc là từ xưa đến nay rất có nhiều người làm chú giải cho bộ kinh này, điều chưa có đem chỉ thú chân chánh của nó nắm vững chắc.
Ngài muốn đem nó làm lại một bộ chú giải mới, nên xin A Di Đà Phật cho nghỉ phép, tạm thời bây giờ không ra đi, đợi đến khi tôi làm xong chú giải của bộ kinh này rồi mới vãng sanh cực lạc thế giới. Thì A Di Đà Phật đã bằng lòng cho ngài. Đức Phật bèn biến mất. Câu chuyện này viết ở trong phần tựa của Chánh Mạch. Chúng ta tin lời của Gia Quang Đại Sư chẳng phải là gạt người, chẳng phải là chuyện bịa đặt. Bỏ thức dùng căn, nói thì không sai nhưng rất khó, không ai có thể tu được. Dùng phương pháp của tam chỉ tam quán, căn tánh của người trung thượng thì được, vẫn còn có khả năng tu học. Nếu như bỏ thức dùng căn, đó là cùng với thiền tông giống nhau, là căn tánh của người thượng thượng mới được. Không phải căn tánh của người thượng thượng thì chẳng có phần. Lăng Nghiêm là nói về chân tướng của vũ trụ nhân sanh, cho nên tại trong Phật môn bộ kinh này rất nổi tiếng. Từ xưa đến nay, Tổ sư Đại Đức thường thường nói khai trí tuệ là Lăng Nghiêm, thành Phật là Pháp Hoa. Hai câu này người học Phật thông thường đều biết được. Khai trí tuệ là Lăng Nghiêm. Tại sao nói thành Phật là Pháp Hoa? Bởi vì trước kia tại trong nhiều bộ kinh Phật đều nói nhất xiển đề không thể thành Phật. Nhất xiển đề là gì? Đây là tiếng Phạn. Nhất xiển đề dịch thành nghĩa Trung Quốc là người không có thiện căn, hoặc là dịch thành người đã đoạn mất thiện căn. Không có thiện căn thì họ làm sao có thể thành Phật? Đây là Phật thường nói. Nhưng ở trên hội Pháp Hoa thì Phật nói rằng nhất xiển đề cũng có Phật tánh, nhất xiển đề cũng có thể thành Phật. Vậy thì không một ai không thể không thành Phật. Còn với trong Kinh Hoa Nghiêm nói tình dữ vô tình đồng viên chủng trí, cái nghĩa này tương ứng. Thế gian tạo tác ngũ nghịch thập ác, những người cực ác này đều có Phật tánh. Không thể nói rằng tội của họ đại cực ác thì họ không thể thành Phật. Không có cái đạo lý này. Họ có Phật tánh, nếu họ gặp được duyên đều có thể thành Phật. Lời của Đại sư Thiện Đạo đã nói hết. Đều ở tại gặp duyên không đồng. Khi họ chưa gặp được duyên, tội nghiệp của họ đã tạo, họ phải thọ lấy quả báo. Cũng có một ngày quả báo thọ xong. Đến lúc nào thì quả báo thọ xong? Không có nhất định. Lời này nói như thế nào? Là nếu họ đã giác ngộ thì tội báo này tiêu mất. Nếu họ không giác ngộ thì tội báo đó của họ vẫn còn đang thọ lấy, cũng như nằm mộng không khác, nằm ác mộng, khổ không kham nổi. Nếu họ vừa mới thức dậy thì ác mộng này chẳng còn nữa. Xem họ lúc nào thức dậy, họ thức dậy mau thì tội báo của họ thọ ngắn, rất mau được rời khỏi.
Nếu họ thức dậy chậm, vậy thì tội báo của họ thọ dài. Cho nên tội báo của người đại cực ác thì đọa vào địa ngục A Tỳ, chẳng có nhất định lúc nào thì được ra khỏi. Là xem họ lúc nào giác ngộ, lúc nào chịu sám hối hồi đầu, tự mình thật sự đã biết sai lầm. Cái ý niệm này vừa mới sám hối thì Phật tánh hiển hiện ra. Do đó Phật tại trong kinh giáo thường thường dạy bảo chúng ta không nên khinh thường kẻ ác. Tại vì sao? Nói không chừng trong tương lai họ sẽ thành Phật trước hơn chúng ta, ta vẫn phải làm đệ tử của họ là có thể đấy. Sức mạnh của sự sám hối là bất khả tư nghị. Quả thật biết được sai lầm, thật sự hồi đầu. Ngạn ngữ Trung Quốc chúng ta thường nói lãng tử hồi đầu, kim bất hoán. Cho nên tính nguyện so với cái gì còn quan trọng hơn hết. Pháp sư Giao Quang là chúng ta vô cùng kính ngưỡng tán thán, là một vị đại thiện tri thức. Pháp sư Viên Anh một đời nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm, chúng ta từ trong truyện ký của Ngài thấy được, năm 25 tuổi Ngài đối với Lăng Nghiêm rất là có hứng thú, thì lập chí chuyên công. Đến 75 tuổi, phần giảng nghĩa kinh Lăng Nghiêm của Ngài mới hoàn thành. Hiện nay bản giảng nghĩa này đã phát hành, chúng tôi đã xem tỉ mỉ phần giảng nghĩa này. Bên trong có hơn 6 phần 10. Điều là căn cứ vào chánh mạch. Có thể thấy được Ngài chịu ảnh hưởng rất sâu của Lăng Nghiêm chánh mạch. Hiện nay chúng ta học Lăng Nghiêm thì học giảng nghĩa của Pháp sư Viên Anh được, vì Ngài là người cận đại. Phần văn tự so ra cạn cợt. Đại sư Giao Quang là người triều nhà Thanh, phần văn tự đích thực so ra thâm sâu. Hơn nữa là hiện nay chúng ta đối với cổ văn học của Trung Quốc không còn chú ý, chẳng có cơ bản Hán học. Đọc sách của cổ nhân so ra hơi khó khăn. Học Lăng Nghiêm trước tiên phải nên từ giảng nghĩa của Pháp sư Viên Anh hạ thủ, sau đó lại xem chú giải của cổ nhân. Trước tiên anh đã có nền tảng. Anh đọc của Pháp sư Giao Quang là đọc Trường Thủy, chú giải của kinh Lăng Nghiêm rất nhiều. Những chú giải nổi tiếng có đến 20-30 thứ. Khai trí tuệ là Lăng Nghiêm. Tuy nhiên, những vị thiện tri thức này
cuối cùng đều là cầu sanh tịnh độ. Pháp sư Gia Quang là vãng sanh tịnh độ, còn Pháp sư Viên Anh, anh xem tam cầu đường của Ngài là cầu phước, cầu huệ, cầu sanh tịnh độ. Quả thật là có trí huệ, có kiến địa, chẳng có một ai mà không cầu sanh tịnh độ. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cực Lạc thế giới tại trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đã đọc tụng rất nhiều. Là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, trước kia chúng tôi đã giảng qua 10 lần, hiện nay giảng tại Tân Gia Ba là lần thứ 11, vẫn chưa giảng xong. Cách 1-2 tháng tôi phải đến Tân Gia Ba để tiếp tục giảng. Lần này chúng tôi chẳng có hạn chế thời gian, có thể giảng kỹ. Các bạn đồng tu ở bên đó ưa thích nghe, đến nghe giảng kinh đại khái có 1-2 ngàn người. Trong kinh Vô Lượng Thọ bảo với chúng ta rằng Tây Phương Cực Lạc thế giới có tứ độ tam bối cửu phẩm, phẩm vị cao thấp. Cái việc này nó thành hình ra sao? Đại sư Ngẫu Ích nói rằng điều do sự trì danh sâu cạn. Ngài nói không phải chẳng có đạo lý, là có đạo lý. Còn về tứ độ tam bối cửu phẩm, Đại sư Thiện Đạo nói rằng đều ở tại gặp duyên không đồng. Đại sư Ngẫu Ích thì nói điều do sự trì danh sâu cạn. Lời của hai vị đại sư đã nói đều không có mâu thuẫn. Có thể tương trợ lẫn nhau. Sự trì danh sâu cạn cũng tức là nói anh có biết niệm Phật hay không biết niệm. Đích thật là gặp duyên không đồng. Tại vì sao? Nếu anh gặp được chân chánh thiện tri thức, họ chỉ dạy phương pháp cho anh thì khác nhau. Quan trọng nhất ở trong cái duyên là thầy. Anh theo học vị nào? Công phu tu hành của vị thầy này như thế nào? Kể đến là bạn học. Bạn học cũng là cái duyên rất quan trọng, là đồng tham đạo hữu, khích lệ lẫn nhau. Nghiên cứu học tập trao đổi lẫn nhau, lại kế đến là hoàn cảnh của sự học tập. Đây đều là gặp duyên không đồng. Ở trong hoàn cảnh, đại hoàn cảnh là ngày nay chúng ta cư ngụ trên địa cầu. Kế đến là hoàn cảnh khu vực sinh hoạt của chúng ta hiện nay.
Hoàn cảnh nhỏ là đạo tràng của chúng ta. Thiện duyên là đối với chúng ta có sự giúp đỡ về mặt tu học. Cái duyên bất thiện là thường thường dụ dẫn phiền não tập khí ở trong a lại gia thức của chúng ta. Đó tức là cái duyên bất thiện. Thiện duyên là gì? Là có thể hóa giải phiền não tập khí của chúng ta, làm tăng trưởng đạo tâm của chúng ta, tăng trưởng tính nguyện hành của chúng ta. Đây là cái duyên thù thắng. Cho nên tất cả duyên đều thù thắng, đều có thể đạt được. Điều này chẳng phải là một việc rất dễ dàng. Chúng ta thấy được có rất nhiều người lúc bắt đầu học thì khá lắm. Có vị học được mười mấy năm sau, thậm chí là 20 năm sau, 30 năm sau, thì họ gặp chướng duyên, họ đã buông bỏ, không còn học cái pháp môn này, đi học pháp môn khác. Hạng người này rất nhiều. Chúng tôi tại trong nước và ngoài nước cũng thấy được rất nhiều. Há chẳng phải là gặp duyên không đồng chăng? Cái căn bản nhất vẫn là sư thừa. Họ chẳng có sư thừa, hoặc là khi gặp được thầy tốt nhưng họ đối với thầy chẳng có lòng tin. Trí huệ chưa khai, cảm tình dũng sự, ngăn ngừa không nổi của sự dụ dỗ. Những thứ này ở trong Phật pháp gọi là ma chướng. Họ đã gặp ma chướng. Những thứ ma chướng này từ trên nhân quả mà nhìn thì chúng ta hiểu rõ là trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp có xích mích với nhau. Nói chung là chúng ta đã làm chướng ngại họ. Đến đời này chúng ta đang tu đạo thì lại gặp được họ, họ lại đến làm chướng ngại chúng ta. Hoàng hoàng tường báo chưa hết chưa xong. Cho nên chân chánh của thiện căn pháp thế gian và xuất thế gian đều xây dựng ở trên nền tảng của hiếu đạo. Chân chánh thiện căn là hiếu đạo. Cái việc này rất khó. Đời này chúng ta đã gặp rất nhiều chướng ngại, rất nhiều thất bại, rất nhiều công kích, mà vẫn còn có tín tâm, vẫn còn có nguyện tâm, vẫn không thối chuyển, vẫn có thể tinh tấn nỗ lực. Là nguyên nhân gì?
Đích thật là nhờ vào một tí nền tảng lúc còn nhỏ. Cái nền tảng này của tôi chẳng phải học trong trường học, là tại trong lúc học tư gia. Là lúc nào? Là lúc 6-7 tuổi. Lúc ấy đắp cái nền tảng là do thầy dạy học sinh phải hiếu thuận cha mẹ. Cha mẹ dạy con cái phải tôn sư trọng đạo. Từ lúc ấy đã đắp cái nền tảng. Nếu như ngày nay tôi đối với thầy không tôn kính, đối với đạo nghiệp không coi trọng, thì tôi hiểu được đây là có lỗi với cha mẹ, nên không dám. Đây là cổ nhân Trung Quốc thường nói: thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Nền giáo học của nhi đồng là ảnh hưởng một đời. Đời này của tôi có được một tí ti thành tựu là nhờ vào lúc còn nhỏ. Thời gian học tập lúc bấy giờ đại khái là 2 năm. Ở dưới thôn quê. Về sau thì tiếp thụ sự giáo dục trong trường học. Sự giáo dục trong trường học, những thứ này nói được rất ít. Cho nên Đại sư Ấn Quang dạy được rất hay. Thành tựu hay không ở tại thành kính, chân thành cung kính. Một phần thành kính thì được một phần lợi ích, 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Nếu như không thành không kính, đó thì là rất kém. Nói một câu khác là không có thành tựu. Cho nên chúng ta có thể chịu đựng sự công kích, chịu đựng sự thất bại, kẻ khác tranh chấp chúng ta nhún nhường, kẻ khác chửi chúng ta, làm nhục chúng ta tuyệt đối không trả lời. Kẻ khác đánh chúng ta tuyệt đối không đánh lại. Trong kinh luận dạy chúng ta, không những chẳng có tâm oán hận, vả lại còn phải có tâm cảm ơn. Cảm cái ân gì là tiêu nghiệp chướng. Họ hủy quán ta, làm nhục ta. Tại sao họ không hủy quán kẻ khác, không làm nhục người đó, mà chỉ có đối với ta? Nếu như ta có thần thông, thì ta biết được cái việc của trong đời quá khứ. Có thể là trước kia ta đã từng đối với họ như thế, ngày nay họ cũng đối với ta như thế. Đây là hồi báo, một báo trả một báo. Người minh bạch đã tiếp nhận thì được hóa giải. Đời sau kiếp sau gặp mặt thì là bạn tốt. Đã hết báo rồi,
không nên tranh chấp, không thể có một tí tì tâm oán hận. Nếu có một tí tâm oán hận, cái gốc này vĩnh viễn tồn tại sẽ biến thành cái hình dáng gì? Là quan quan tương báo chưa hết chưa xong. Đó mới thật là ghê gớm. Đời đời kiếp kiếp bị thử, cả hai đều đau khổ. Đây mới gọi là quá đổi sai lầm. Người giác ngộ, người minh bạch sẽ không làm cái việc điên rồ này. Cho nên phải bảo trì tâm địa của mình thanh tịnh, tuyệt đối không mê, tuyệt đối không loạn, tuyệt đối không điên đảo, vĩnh viễn trong trạng thái thanh tịnh, tỉnh táo. Chúng ta đang thọ quả báo. Thọ quả báo tức là tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng đã tiêu hết thì phước huệ hiện tiền. Pháp thế gian và xuất thế gian chẳng có ngoại lệ. Cho nên công phu trì danh sâu cạn vẫn cần phải có trí tuệ, cần phải có thiện tri thức chỉ dạy. Bên trong quan trọng nhất là có thể tránh khỏi tất cả chướng nạn, là phải nương nhờ trí tuệ, phải nương nhờ định công, phải nương nhờ nhẫn nhục. Thật sự học theo người tu hành thời xưa, người có học thức là vĩnh viễn thủ lấy câu với người không tranh, với sự không cầu. Cho nên Pháp Sư Ấn Quang chỉ dạy người hiện nay chúng ta, nếu như có các bạn đồng học là chí đồng đạo hiệp cùng nhau tu hành, nhân số không nên vượt hơn 20 người, là ở đạo tràng nhỏ. Tại Trung Quốc trước kia chúng tôi nói ở nhà tranh thì được rồi. Sống theo cuộc sống rất đơn giản, ít người, không đi hóa duyên, không nên đi lôi kéo tín đồ, không làm hội là không làm pháp hội, không làm kinh sám Phật sự, suốt năm đã Phật thất. Thông thường theo lối phương thức này đã Phật thất là suốt năm đã Phật thất, hết lòng mà làm. Nếu như thật sự có thể tuân theo phương pháp này của Đại sư Ấn Quang để tu học thì tôi rất tin tưởng 3 năm đến 5 năm thì 20 người này có thể đều được vãng sanh. Nếu anh nghe được lời này thì đã hoảng sợ, thật ghê gớm, 3 năm đến 5 năm thì sẽ phải chết, thôi đi không tu nữa, đó thì là vô phương. Tại vì sao? Vì mục đích của anh không phải cầu vãng sanh mà Cực Lạc thế giới so với nơi đây tốt hơn. Nơi đây khổ nạn quá nhiều, nơi nào mà chẳng có khổ. Giờ đây có thể biết, trên miệng anh nói là vãng sanh, trên thực tế thì tâm anh tham sống sợ chết, đây là không thể thành tựu. Thầy Lý nói 10.000 người niệm Phật thật sự được vãng sanh chỉ có 2-3 người. Có đạo lý, 2-3 người đó là thật sự muốn đi. Đại đa số người trên miệng nói muốn vãng sanh, nhưng họ hy vọng ở lại nơi đây sống đến 100 tuổi, 200 tuổi, họ không muốn đi, đó thì là vô phương. Nói chung những thứ này đều là gặp duyên không đồng,
chẳng có gặp được chân thiện tri thức, chẳng có nghe được chân chánh khai thị chỉ dạy, tự mình vẫn còn mê mà không giác, đối với cái thế duyên này vẫn còn có tham luyến rất sâu. Công phu niệm Phật như vậy thì không đắc lực. Cho nên ngày nay người chân chánh tu hành, chí đồng đạo hiệp, đồng tham đạo hữu, thật tại mà nói, tìm được hai ba người cũng rất là hiếm có. Để đâu mà tìm 20 người, tìm không ra. Đây là nói thật. Thích Ca Mâu Ni Phật lúc mới đầu tại vườn Lộc Uyển độ 5 vị tỳ kheo, cộng thêm ngài 1 người là 6 người. Cả 6 người đồng tâm đồng đức, có thể sáng lập Phật giáo. Phải chí đồng đạo hiệp. Cho nên trước kia tôi đã từng nói qua, vào thời những năm đầu năm 70, Pháp sư Tẩy Trần ở Hồng Kông đến Đài Loan thăm tôi. Cùng với tôi thảo luận là chúng ta làm thế nào đem Phật giáo hưng vượng lên. Tôi nói với ngài rằng nếu muốn Phật giáo hưng vượng, phải cần có người chân chánh phát tâm, chân tâm cầu đạo. Tôi nói cần bao nhiêu người? 5 người thì được rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật và 5 người sáng lập Phật giáo. Ngày nay có 5 người cũng có thể hưng vượng Phật giáo. Tuy nhiên sự hành trì của 5 người này nhất định phải học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Phải hành theo của chế độ khất thực. Ngày nay phải nghĩ dưới gốc cây. Chúng ta không cần xây dựng đạo tràng gì. Tôi nói 5 người du hóa trong nhân gian. Lúc đó tôi đề nghị chúng ta nên ở liều vải, một người một cái liều nhỏ, tất cả 5 người. Cái liều vải hiện nay, anh xem cái liều vải ngoài trời của Hướng Đạo Sinh rất nhẹ và tiện lợi. Một cái liều vải tôi cũng hỏi qua, có thể sử dụng 3 năm. 5 người cùng nhau quay quanh ở dưới gốc cây. Đây là một tăng đoàn nhỏ, một ngày ăn một bữa, đi khất thực. Chúng tôi tu hành như vậy, khẳng định là có thể hóa được một bát cơm. Mỗi ngày chỉ cần một bát cơm thì đủ rồi. Sau khi trở về, chúng tôi 5 người cùng nhau nghiên cứu kinh giáo và niệm Phật. Một tăng đoàn như vậy đích thật có thể đem Phật giáo hưng vượng trở lên. Lúc bấy giờ Pháp sư Tẩy Trần rất có hứng thú. Tôi nói thầy trở về Hồng Kông trù tín dự bị, khi trù tín dự bị xong tìm được 5 người, tôi nói tôi nhất định tham gia. Sau khi trở về thì chẳng có tin tức gì nữa. Đi đâu mà tìm được 5 người như vậy? Phải chịu cực khổ, thật sự có thể buông xuống. Không dễ dàng. Cho nên ngày nay chúng ta có một ngôi đạo tràng nhỏ như vậy. Ngôi đạo tràng nhỏ này cũng là gặp duyên không đồng. Hàn quán trưởng xây dựng thư viện Hoa Tạng, tự tôi một đời chưa từng có
cái ý niệm xây dựng đạo tràng. Thư viện Hoa Tạng là do bà xây dựng. Chúng xuất gia trong thư viện là bà tuyển chọn, đã thu nhận chúng xuất gia nhiều như vậy. Bà đã ra đi, đã đi rồi, tôi không thể không chiếu cố. Nếu tôi không chiếu cố thì có lỗi với bà. Sự thành tựu của tôi tức là sự thành tựu của bà. Sự thất bại của tôi tức là sự thất bại của bà. Điều này mọi người đều biết được. Bà đối với tôi 30 năm hộ trì, ngày nay chúng tôi mới có sự thành tựu, khai được một tí tuy trí huệ đối với Phật Pháp, có chút ít nhận biết. Chúng tôi cảm cái ân của bà, ngày nay tại nơi đây xây dựng đạo tràng như vậy, xây dựng đạo tràng lớn như vậy đã là quá đáng rồi. Tuy nhiên so với các đạo tràng khác thì chúng ta thuộc về tiểu đạo tràng, cho nên tất cả kiến thiết đến đây mà thôi. Chúng ta đem tâm định lại, nghiên cứu kinh luận và niệm Phật. Kinh Vô Lượng Thọ và Di Đà Yếu Giải là nguyên tắc chỉ dạy quan trọng nhất của chúng ta. Cho nên phía dưới này có hai câu là tính nguyện vi tiền đạo, trì danh vi chánh tu. Chánh tu chẳng phải giảng kinh, chánh tu là niệm Phật. Giảng kinh là giúp cho chúng ta tin sâu nguyện thiết, khiến cho chúng ta đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới và Ta Bà thế giới nơi cư ngụ hiện tại, cùng với pháp giới hư không giới, thập pháp giới y chánh trang nghiêm, có sự nhận biết chính xác. Sự tuyển chọn của chúng ta rất thích đáng là tuyển chọn Tây Phương Tịnh Độ. Nếu anh không thể nhận biết, trong tâm anh có nghi hoặc là có phải còn có so với cái pháp môn này càng hay hơn, hay là vẫn còn có so với Cực Lạc thế giới lý tưởng hơn, tâm anh buồn không xuống. Cả thể anh đều phải rõ ràng, phải minh bạch, hết lòng hết dạ mà tu cái pháp môn này. Phía dưới dạy rằng lúc trì danh tâm như Phật, nguyện như Phật, giải như Phật, hành như Phật, thì nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Đây gọi là niệm Phật, gọi là trì danh. Trì danh tuyệt đối chẳng phải là hữu khẩu vô tâm. Tâm anh có phải là tâm Phật hay không? Tâm Phật là gì? Điều này 10 năm về trước thì chúng tôi đã nêu ra rõ ràng là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Chúng ta có cái tâm này hay không? Cái tâm này là tâm Phật. Tuy rằng là tâm Phật, tâm của A-di-đà Phật, so với cái tâm này thì càng thù thắng hơn.
Thù thắng ở tại chỗ nào? Thù thắng ở tại 48 lời nguyện. Tổng kết của 48 lời nguyện là niệm niệm vì cứu độ tất cả chúng sanh. Cứu độ bằng cách nào? Là niệm niệm giúp cho tất cả chúng sanh cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là tâm của A Di Đà Phật. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là tâm của tất cả chư Phật. Chúng ta có hay không? Nếu như không có cái tâm này thì niệm Phật không tương ưng, cho nên công phu của anh không đắc lực. Suốt ngày đến tối anh vẫn còn suy nghĩ lung tung, tâm không thanh tịnh, tâm không bình đẳng, ngu si không có trí huệ, tự tư tự lợi không có từ bi, thì cái quan ải đầu tiên không qua được. Niệm Phật như vậy chỉ có thể là trồng một tí thiện căn, đời này muốn vãng sanh thì không dễ dàng. Cho nên trước tiên là phải tâm như Phật. Bây giờ thời gian đã đến, bài giảng này thì chúng tôi giảng đến nơi đây.